23 tháng 1 năm 2018, và lúc này thì trong khi đội tuyển Việt Nam đang đấu với đội Qatar thì Hồ Vũ Hiền vẫn rất bận rộn và phải mang hàng ra chỗ Viettel Post để chuyển hàng. Như vậy đôi Lộc Bình chuyển về cho nhà bác ở xóm 28 Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định, và đôi Lộc Bình này 1m3 chỉ giá là 13 triệu. Đằng trong này là bộ tranh khảm cũng chỉ giá 13 triệu là chuyển cho bác đội bác Tâm là ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Cái này là bác đã thanh toán rồi, 13 triệu 700 đến tận nhà bác. Đây chúng tôi đã ba kiện và báo cáo hai khách hàng ở Thanh Hóa và Xuân Trường, Nam Định là hàng bây giờ đã ở tại trạm của Viettel Post. Báo cáo quý vị hiện nay là chanh và lộc bình ở Đồ Gỗ Hiền vẫn đang còn và sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu của quý vị. Xin quý vị liên lạc với số điện thoại trên màn hình.